Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó là cách để mà các bạn tính chu vi của một hình tứ giác lớp 4 nha các bạn. Đây, tứ giác, hiểu chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về hình tứ giác trước, sau đó công thức tính chu vi và một cái bài tập mẫu để cho các bạn hình dung, hiểu chưa? Tứ là 4, hiểu chưa? Giác là hình, các bạn hình dung như vậy đi. Vậy hình tứ giác là hình có bốn cái gì đó, đặc điểm của nó là sẽ bốn cái gì đó, hiểu chưa? Để vẽ một cái hình tứ giác các bạn cần một cái thước nè. Bước 1, các bạn vẽ gọn thẳng một cái đoạn thẳng trước, tùy ý, hiểu chưa? A B, rồi từ B các bạn cũng kẻ một cái đoạn thẳng không trùng với cái đoạn thẳng A B là một điểm C. Tiếp tục tại C các bạn vẽ một cái đường thẳng tùy ý tại được D và nối chữ D với chữ A lại, được chưa? Ta sẽ ra được một hình tứ giác. Vậy hình tứ giác là gì? Hình tứ giác là hình 1, 2, 3, 4. Thứ nhất, 4 đỉnh. Đỉnh gồm có 4 đỉnh. Đỉnh A nè, đỉnh B nè, đỉnh C nè và đỉnh D. Tiếp theo, 1, 2, 3, 4. 4 góc, được chưa? Góc A nè, góc B nè, góc gì ạ? Góc C nè và góc D. Thì ở lớp lớn người ta ghi góc, người ta có thể viết lẹ hơn bằng cách dùng ký hiệu mũ, được chưa? Góc A nè, góc B nè, góc C nè và góc D. Ok chưa? Tiếp theo đó là cạnh. Thì các bạn tập trung vô cạnh giúp mình, tại vì chu vi là liên quan tới cạnh cái bề ngoài. AB nè, cạnh thì gồm có cạnh nè. Có bốn cạnh: AB, BC, CG và DA. Ok chưa? Và các bạn nhớ thêm, cái này là nhớ thêm thôi nha các bạn. Những bạn nào học lớp cao thì các bạn cần phải nhớ, còn những bạn nào mà học lớp 4 thì chưa nhớ là đâu. Thì góc A nè, cộng góc B nè, cộng góc C nè, cộng góc D bằng 100, bằng 360 độ các bạn. Đó, nhớ thêm thôi. Được chưa? Rồi, vậy chu vi của một hình tứ giác là gì? Chu vi là cái viền ngoài nè. Đó, chu vi là những cái viền ngoài thôi, không có tính cái phần ở trong. Vậy chu vi của một hình tứ giác bất kỳ, chu vi hình tứ giác bất kỳ mình cho là A, B, C, D sẽ bằng tất cả các cạnh cộng lại: AB cộng BC cộng CD và cộng DA. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cho một cái bài tập. Các bạn phải nhớ chu vi của một hình bất kỳ là tổng tất cả các cạnh cộng lại, được chưa? Bài tập cho một hình tứ giác ABCD có AB bằng 10 cm, BC bằng 11 cm, CD bằng 21 cm và DA bằng 13 cm, được chưa? Thì để tính chu vi của một hình tứ giác, các bạn phải có độ dài của 4 cạnh: 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh và 4 cạnh. Ok chưa? Khi đã có độ dài của 4 cạnh rồi thì các bạn chỉ cần viết công thức ra thôi: chu vi hình tứ giác ABCD là thì sẽ bằng AB nè cộng BC nè cộng CD nè cộng DA sẽ bằng 10 nè. Thì các bạn nhớ quan sát giúp mình độ dài của 4 cái cạnh này phải cùng đơn vị nè: cm, 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 cm. Ok chưa? Vậy 10 cộng 11 cộng 21 và cộng bao nhiêu ạ? 13. Rồi, phép cộng thì các bạn làm từ trái sang phải giúp mình. Từ trái sang phải nha. Bây giờ mình làm nháp nha. 10 cộng 11, 10 cộng 11, 0 cộng 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Lấy 21 cộng tiếp 21. Được chưa? 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Lấy 42 cộng tiếp 13. 2 cộng 3 bằng 5. 4 cộng 1 bằng 5. Vậy kết quả là 55 cùng đơn vị với độ dài cm, được chưa? Rồi các bạn đáp số giúp mình: 55 cm. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.